Tôi là con trưởng, con trai tôi có trách nhiệm hương hỏa. Mảnh đất đây là của nó nhá. Tính không có con trai, đừng học mơ nhá. Anh chỉ nói đấy là không được. Xin em. Không, anh tỉnh ra, em đừng có láo nhá. Anh không được làm, anh cái gì mà xin. Chị dâu, tại sao chị lại đem chuyện chia đất chia cát nhà mình lên tòa án xử lý? Bây giờ anh Lâm chồng tôi, anh ấy là con cả, anh ấy phải được phần hơn là đúng rồi còn gì. Thì anh chị hơn rồi còn gì nữa. Nhà to anh chị cũng đã lấy rồi, nhà nhỏ để vợ chồng em. Thế bây giờ anh chị còn muốn cái gì nữa? Thôi đi về. Anh đi ra đi chứ tôi. Đất đai là bố mẹ để lại, di chúc của mẹ còn chưa tìm được. Anh chị tham bữa thôi, ăn nhiều thì mắc nghẹn đấy. Im nói cái gì đấy? Nói thế. Thôi ngay đi nhá. Anh im. Mấy mét đất đừng để anh em xô sát nhau. Chính vì thế tôi mới đem ra tòa án nhờ phân xử để tránh cái việc tai chửi đánh nhau. Cô hiểu chưa? Vâng, em hiểu rồi ạ. Thôi đất cát thì anh chị chia thế nào em sẽ theo như thế ạ. Anh nói cái gì đấy? Thôi đi về. Thôi đi, cũng về dây lại vào đi. Này, nói thì nhớ giữ lời đấy nhá. Cột lông ấy. Thôi đi về. Thư của tòa án ạ. Tòa không giải quyết. Họ khuyên hòa giải đấy này. Anh đã lường trước cái tình huống này. Cho nên bây giờ việc quan trọng nhất là phải tìm được bản di chúc của mẹ. Anh nghi chú Thịnh không phải con của bố mẹ à? Chứ sao, ngay từ nhỏ anh đã được bố mẹ dành tình cảm nhiều hơn chú. Anh ơi, thế sao lại là mẹ viết di chúc? Hồi em chưa về làm dâu ấy, bố không may đột ngột qua đời. Rồi những ngày mẹ ốm nằm trong viện, mẹ đã âm thầm viết di chúc, rồi gọi cậu Vinh vào, nhờ cậu Vinh giữ hộ. Trong một lần ngồi uống rượu, cậu Vinh say đã đưa bản di chúc cho Thịnh. Bây giờ cậu Vinh vào trong Nam sống với con gái, không liên lạc được. Còn hỏi chú Thịnh về cái bản di chúc, chú cứ chối quạnh. Thế chị? Thế thì đúng rồi. Bảo sao nhá chú ý, cứ sợ anh đưa đơn lên tòa. Rồi em thấy vô lý cái chuyện là tự nhiên chú lại dễ dãi nhường cho mình cả căn nhà lớn thế này. Từ tất cả những sự việc kia liên kết lại, chú biết rằng chú Thịnh không phải là con đẻ của bố mẹ. Trong bản di chúc chắc chắn cũng chỉ có duy nhất một tên, đó là tên anh được thừa kế. Thế mới giống chứ. Em sang nhà chú Thịnh nghe ngóng xem thế nào nhá. Anh ngồi xuống. Anh hỏi em nhá, sao lúc nào anh về nhà cũng thấy em lục lọi nhà cửa? Em muốn tìm cái gì? Em tìm di chúc của mẹ. Anh nói rồi nhá, có vài chút đất thôi, chúng ta chỉ cần căn nhà này, còn mảnh đất đó nhường cho anh chị. Vài thước đất nó nằm trong quy hoạch mấy trăm triệu kìa. Anh định cho anh chị dễ thế à? Lại tiền. Tiền có thể mua được mọi thứ, nhưng không mua được tình anh em. Anh chú Thịnh ý, chú ấy đồng ý nhường toàn bộ mảnh đất cho vợ chồng mình rồi. Rồi, có thật không? Thật mà. Không, từ. Ok. Để em phải gọi điện xác định lại. Em nghe lỏm được mà. Alo, chú Thịnh nhá, tôi đây. Ừ, mảnh đất đấy. Toàn bộ đất, đúng rồi. Chính xác, rồi. Yêu thương, yêu thương. Chào chú em, thế nhá. Bây giờ thế này nhá, việc đầu tiên là dỡ ngay hàng rào ra, việc thứ hai là gọi môi giới đến đo đạc cẩn thận, bán luôn cho nóng. Cái gì? Hai vợ chồng bác đang đo đạc đất à? Tôi còn dỡ cả hàng rào à? Rồi, cháu cảm ơn bác đã báo tin, cháu sang ngay đây. Chồng ơi! Cái gì? Ơi, sang ngay nhà bác Lâm, vợ chồng bác đang. Thôi, anh đã nói rồi, nhường mảnh đất đấy cho hai chị. Anh không cần, nhưng mẹ con tôi cần. Anh có sang không? Nếu không sang thì để em sang. Bình tĩnh đã. Ngồi xuống đây. Nhìn nước cả mắt, giấu em ra đi. Chị không. Chị đâu? Chị làm cái gì đây? Chừng nào vợ chồng tôi còn sống, chị đừng có mong ước được mảnh đất này. Chồng thì mỹ đã giao hết toàn quyền quyết định cho vợ chồng tôi rồi nhá. Chú Thịnh, chú nói gì với cả cô ấy đi. Anh chị tham lam vừa thôi, anh chị lợi dụng lòng tốt của em trai để cướp đất nào? Em nói cái gì? Ai tham lam? Ai cướp tài sản của chú Thịnh? Thì anh chị đây. Tôi là con trưởng, con trai tôi có trách nhiệm hương hỏa.
Mảnh đất đây là của nó nhá. Tím không có con trai, đừng học mơ nhá. Anh chỉ nói đấy là không được. Xin em. Không, anh đừng có. Anh đừng có. Anh đừng có láo nhá. Anh chỉ có được làm. Anh đừng có xin. Anh ơi, máu nhá. Anh chị ạ, vợ chồng anh chị sang để xem tình hình chú thế nào. Dạ, sự việc dạ vừa rồi diễn ra anh được chị rồi, không mong muốn như thế. Anh chị cứ ngồi xuống đi ạ, em đi lấy nước. Có gì chú bỏ qua cho anh nhá, anh cũng không cố tình đâu. Tí thím ra lựa lời nhá, không hỏng hết việc đấy. Hộp gì lạ này, xin chúc mừng mẹ. Xin chúc mừng. Anh Minh, em bảo này. Anh chị ạ. Minh ơi, cậu Vinh từ Sài Gòn ra, cậu sang thăm vợ chồng mình đấy. Cậu chào mấy đứa. Ơ kìa, thích làm sao vậy con? Cậu Vinh, cậu cho cháu hỏi, chẳng phải là con riêng của mẹ chồng. Bố cháu vốn là một đứa trẻ mồ côi. Hồi đó cậu và bố cháu lên vùng kinh tế mới để làm ăn. Rồi bố cháu gặp và yêu mẹ cháu. Khi mẹ cháu đang mang thai và bị người tình phụ bạc, biết được cái tình ý của bố cháu, ông bà ngoại đã tổ chức làm đám cưới cho hai người để hợp pháp hóa cái thai và tránh những điều tiếng dị nghị. Sau đó bố mẹ cháu đưa nhau về làng sinh cháu, cho nên mọi người trong làng không ai biết cháu là con riêng của mẹ cháu. Sở dĩ bố cháu cư xử với cháu tốt hơn con đẻ bởi vì bố cháu rất yêu và thương mẹ cháu. Bây giờ cậu nghe thấy chuyện của các cháu cũng rất buồn. Chẳng lẽ các cháu quên hết những ngày tháng các cháu sống khăng khít yêu thương nhau, để đến bây giờ chỉ vì mấy thước đất mà các cháu nỡ đánh đổi tình cảm anh em trong gia đình hay sao? Các cháu phải nghĩ lại đi nhé. Cảm ơn cậu. Cháu nhìn ra được rồi. Cháu biết mình sai rồi. Chú thích. Tôi xin lỗi chú. Tôi là thằng anh không ra gì, tham lam ích kỷ nhỏ nhen, chuyên gây những việc xấu cho em. Chính tôi đã khiến tình cảm anh em mình rạn nứt. Tôi xin chú hãy bỏ qua cho tôi. Anh, em sẵn sàng đánh đổi tất cả tiền bạc, đất đai, chỉ để tình cảm anh em mình hòa thuận như trước.